Đấy, hiện tại thì đã lên TV rồi các bác nhá. Bây giờ đang xem một chút về khung cảnh mà video mà hôm sáng hôm nay bác Chiêm của bác có ra hướng dẫn mấy anh em để mà trồng. Đấy. Tiếp tục là cái món đồ thứ hai là. Đấy, hiện tại thì mấy anh em đã gắn xong hết rồi. Đấy, sửa bóc ra hết đi cho nó bóng. Thẳng cái chỗ này thì mình xoay, đó, xoay lúc nào mà cảm thấy nó vắt hết khô nước rồi. Đấy, thì mình sẽ mình đang đi đổ. Đi. Đấy, là mình phải khóa này vào nhá. Nào sử, em đừng lâu như này này. Đây em anh bảo này. Đấy. Cái kia là mình lâu rồi mình không có đi nữa, mình cứ lâu như này thôi. Đấy, vừa lâu mình vừa thụt lùi hiểu không? Đấy, mình vừa lâu mình vừa thụt lùi như này. Đấy, mình vừa lâu mình vừa thụt lùi như này. Chứ em đừng có đi, cái mình vừa lâu xong rồi tí mình đi nó lại có vết chấu chân của mình hiểu không? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu để mà hoàn thiện những công đoạn mà cuối cùng xong là bàn giao cho gia đình của ba ông cháu của bác. Đấy, hôm nay thì cháu Đức lên thì cháu Đức cũng có lại tiếp tục là cầm theo những cái món đồ nghề mà được các bác gửi tặng cho cháu Đức để mà đi vào những hoàn cảnh nào thì cháu Đức sẽ dùng những cái món đồ này để mà làm việc luôn các bác. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Đức để mà đi vào và hoàn thiện nốt cái những công đoạn cho ba ông cháu của bác nhé. Thời tiết ở trên vùng cao thì ngày hôm nay phải nói là cực kỳ là lạnh các bác ạ. Sương mù rất là nhiều. Nói chuyện còn thở còn ra khói luôn. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là những cánh cửa sổ đang mở. Chắc chắn là em Sử với lại ông với lại em Hải là có khi là ở trên này. Các chú đang vào để mà dọn dẹp nhà cửa cùng em Sử sao các bác ạ? Ôi, Sử ơi, đâu ấy? Đi bỏ tất rồi chứ nhỉ? Chứ không là lấy đồng hồ với lại chanh lên chưa? Chưa. Chưa à? À. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thấy lau xong thì dùng cái này này, dùng cái này để đấy. Vâng. Để mỗi phòng một cái, phòng khách một cái nữa. Vâng. Đấy. Đi đeo hết rồi, lấy ở đây để đi. À đây kia, trên nóc tủ lạnh kìa. Đấy, để lau xong đúng không? Vâng. Đấy, giường mọi cái thì ở trong nhà cũng đã lắp xong hết rồi các bác. Đấy, bây giờ thì chỉ còn thiếu màn với lại chăn nữa thôi. Còn cái bạt này, cái tấm chiếu này thì cháu Đức sẽ để giải ở phòng khách này cô bác này. Tủ này có ok không Sử ơi? Có. Có à? Vâng. Ôi, nhìn trong gương có vẻ cũng khá là đẹp trai chứ, nhưng mà mỗi tội là vẫn đang ý của bác ạ. Chưa để quần áo à? Chưa. Hả? Chưa. Chưa để à? Vâng. Thế thì bây giờ anh em mình đi lấy chanh với lại đồng hồ nữa nhá. Vâng. Để mà treo xong lại bắn luôn. Vâng. Rồi. Ôi, cái này thì để lâu xong hết rồi. Tí là phải bỏ, lâu xong là phải bỏ ấy nhá. Vâng.
Tranh thì vẫn đang ở gì dưới nhà đúng không? Vâng. Khá là lạnh nhờ. Vâng. Nhìn cửa sổ thì mở toang ra hết rồi các bác. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi xuống cái nhà để mà lấy một chút đồ đạc để mà lên nữa. Ở trong ở dưới nhà cũ thì vẫn còn rất là nhiều đồ đạc còn cần là phải chuyển lên. Thời tiết lạnh lẽo quá các bác ạ. Giá mà như là có người yêu hay là gì chắc là cũng ấm áp hơn một chút. Năm này thì cũng ngót nghét là gần 24 rồi, bước vào bước vào tuổi thứ 24 rồi các bác. Hãy lên thì nhìn vào cái ngôi nhà của ba ông cháu ấy thì thật sự ra cảm thấy là rất là vui các bác ạ. Tối qua ngủ xử ngủ trên này chưa? Chưa đâu. Chưa đâu nhỉ anh? Thế tí cầm đệm lên luôn. Mấy hôm về ở đó. Hả? Mấy hôm từng ra mới về ở đó. Cái tấm đệm mà để trên gác kìa. Đã lấy lên chưa? Đã này này. Nhớ không? Ui. Bình tĩnh. Đấy, đi xuống cái nhà của ba ông cháu là lấy một chút đồ đạc để mà lên trên nhà mới của bác. Ở đây thì còn cái đồng hồ với lại thêm những cái chăn màn mà từ trước và mua rồi chưa có sử dụng đến. Bây giờ thì mình chắc phải để hai chuyến rồi nhỉ? Ô thôi để một tí để kết xuống đây đấy này nhỉ? Mình lấy cái đồng hồ đi trước với lại tấm đệm đi trước, còn chăn thì tí để sau. Chăn thì mình để tạm đây đã. Rồi, tạm đây đó. Bây giờ thì sử vận chuyển cái nào? Được cái đồng hồ không? Anh ba cái này. Thêm cái đồng hồ cái nhá. Anh. Ba. Anh. Rồi, anh em mình mỗi người vận chuyển một đồ lên. Hay những cái chăn màn này các bác này, dưới nhà ba ông cháu ấy thì còn có, cho nên là cháu Đức sẽ tận dụng lại để mà mua luôn. À để mà đem lên các bác, chứ không phải là mua. Nói hơi nhầm lẫn một chút. Ôi khá là mỏi đấy sự nhờ. Vâng. Nhà của ba ông cháu thì với nhà cũ thì cũng khá là gần nhau thôi, cho nên là cái quãng đường cũng không phải là đi xa cho lắm. Tối nay thì ngủ lên trên đây không? Có ấy. Tối nay ngủ lên đây nhá. Vâng. Tối cho anh ngủ ké được không? Có. Có à? Vâng. Ê, tối nay hai em mình có đâu ngủ đây nhá. Vâng. Ồ. Cát này à? Hay. Ồ, thế đó. Đây thứ áp phát thao phát cho tôi này mẹ. Đây sứ ơi, giải đi. Giấy nhá, giấy. Tao thế. Chiếu này thì khá là bé. Chiếu này hôm nọ chắc là anh em mình mua không có vừa cái giường, em để giải cho được. Giải anh đỉnh chết chứ. Không, em giải cái này xong mình giải đệm. Đấy. Ngồi coi, ngồi coi. Mình à. Cái này được chưa nhỉ? Còn cái trên này chưa có chiếu thì tí mình mua đi mua chiếu đã, rồi giải sau. Vâng. Đấy. Mua thêm cái ga nữa thì là ok rồi.
Hãy để hết vào đây. Hãy đưa một tí. Ôi, vừa luôn nè. Vừa luôn. Đẩy em lên một tí. Nó đi quá. Tôi cho anh ngủ đây nhá. Nha. Một cái màu, mai mua thêm ga nữa. Sự ạ. Mua thêm ga là được rồi. Đấy, sáng dậy ra, đánh răng, rửa mặt thì xoay gương, vuốt vuốt tóc các kiểu để làm sao mà 1-2 năm tới phát triển kinh tế hơn thì lấy vợ nhỏ. Nhà cửa này bây giờ các bác giúp đỡ cho hết rồi. Đấy, còn một cái đệm nữa ở phòng, ở giường là bên ông. Đấy, giường. Đấy, Sử ơi, bỏ đệm giả luôn đi. Đi để anh nhấc ra ngoài. Đấy. Đấy, TV thì khá là siêu to và khủng lồ các bác ạ. TV thì một tí nữa cho nước sẽ treo ở góc bên này luôn. Đấy, một tí sẽ khoan treo ở góc này luôn. Đấy, và mấy anh em sẽ bật TV xem một chút. Đấy. Tay hơn bé nhỉ. Tấm bé. Cái tấm bé quá đi à, đâu xem nào. À, không phải. Nó không phải là bé quá, tại vì là cái này ở trên kia nó thành trường nó cao quá. Đấy, này vẫn ngắn hơn một chút. Đấy, ngắn hơn một chút này thì mình hình như là của chỗ ông là có đúng không? Chỗ ông có đệm ấy. Vâng. Thì lấy cái này đi thay ở dưới, xong rồi lấy cái dưới lên trên này. Vâng. Đấy. Thế thì em bỏ cái này đi, xong là anh em mình khoan bên này đã. Bây giờ thì chắc là khoan tivi trước, xong rồi mới khoan đến giường, xong rồi mới khoan đến bên tranh sau. Bây giờ thì đây bóc hết tất cả những cái này ra đi Sử ơi. Vâng. Đấy, bóc hết đi. Vỏ để đây. Đinh nó để đâu nhỉ? Ở đây không có nhá. Đinh đây. À đinh nhỉ. Đấy, tranh nữa. Đấy. Bức tranh này bóc. À thôi tí nữa bóc xong. Bên đấy được chưa? Được rồi thì bây giờ xem nào. Khoan TV trước nhá. Đấy, khoan TV trước đã. Bấm mở cái máy kia cho anh ơi. Anh nhớ đo đã. Như này nhá. Lấy cho anh từ anh xem nào, xem đinh số máy nào em ạ. Đấy nhá, để xem đinh số bao nhiêu ra rồi mình khoan cái mũi nó. Đây là đinh rồi. Đây đủ rồi. Đây hai đinh này. Đây em ra đây cho anh. Đây, cầm đây cho anh nhá. Cầm làm sao để nó cân nhá. Thử nhá. Đấy, giờ em bỏ ra đi. Ai cũng xịt xịt đấy nhỉ, như kiểu ốm rồi nhỉ. Đấy, bây giờ thì lắp cái mũi khoan, cái mũi khoan kia cho anh, mũi khoan nhỏ hơn. Mũi nhỏ hơn. Hả?
Đây nhỏ hơn nhé. Đây to hơn. Ôi, chỉ ta thế. Bây giờ thì khoan vào đây đã. Sau một tí nữa sẽ tiếp tục khoan trên phần trên kia sau. Bà bà chẳng gì gì. Bà chẳng à. Ôi, pha thì chỉ số. Pháp hóa cái tình cho pháp hổ. Có cái búa nào sửa ơi? Hả? Có cái búa nào? Không có đâu. Không có à? Thế tìm cái gì cho anh có đây vậy? Mày viên gành được không? Được mà. À, giao đây này. Kim này. Cho anh cái đinh mới được. Đấy, cho anh cái đinh ngang kia, cái ngang ngang kia đâu. Đây. Không, cái kia này. Đấy. Bây giờ lại mở cái ra. Đấy, cho anh xem cái đinh nhọn nhọn cái nào. Bác ra đây cho anh. Hãy lấy đây. Phải này không? Đúng rồi. Từ từ thả xuống tí, cho nó đúng thẳng giữa. Đấy, đấy đúng chưa? Đúng rồi. Giờ thì tí là mình sẽ đặt tivi lên đây hả? Mình sẽ đặt tivi lên đây. Rồi. Giờ thì em bỏ cái tivi ra. Đấy, ngửa ngửa mặt ra. Đấy. Anh ngửa nó xuống, ngửa nó xuống, ngửa nó xuống. Đấy. Rồi như này nhá. Xong thì bây giờ để đúng như này cho anh. Đấy, xem cái ốc. Đấy, cái máy kia cho anh nhé. Cái này để trên này. Trên này. Để trên này. Xem có đinh nhỏ hơn đấy. Thank you.
được chưa? Cho các bạn thêm cái này nữa. Đây, từ từ nhé, từ từ nhé. Có một cái đinh kia rồi. Tôi cho tròn cái rồi. Đây, keo này. Xem, cần đinh ở đâu. Đây, không phải không? Đây, cứ vặn đi, vặn như vừa rồi là đúng rồi đấy. Đấy, rồi. Đấy, nhắc lên. Đấy, đặt lên xin. Đấy. Được rồi. Được nhá. Ok, mấy cái. Rồi, được rồi. Đấy. Nó phải vào trong như này, tự nhiên. Đẩy ông kia đi, đẩy ông kia đi. Đứng làm nhớ này, đẩy ông kia đi. Đứng thẳng đi, thẳng đi. Đấy, này mới được. Đó. Ok chưa? Mình để xem. Cho xem nào. Cho xem nào. Này có một tí nữa. Hai biến nó cân là được. Hai nó cân rồi. Xem, bóc cái tấm này ra này. Xem, bóc cái tấm này. Bóc đi, bóc, tự tay bóc. Đấy. Tay bóc nhẹ nhàng. Bóc được không? Chưa bóc được à? Cái chẳng này hả? Đó. Mới tanh luôn nhỉ. Mới tanh luôn. Để cắm điện xem nào, xem nó lên chưa. Được khiến đâu rồi sử dụng. Hả? Được khiến đâu rồi, ở đây. Đấy, hiện tại thì đã lên TV rồi các bác nhá. Bây giờ đang xem một chút về khung cảnh mà video mà hôm sáng hôm nay bác Chiêm của bác có ra hướng dẫn mấy anh em để mà trồng. Ở đây thì hiện tại là đang bật kênh của cháu Lực cho nên là không có sợ ảnh hưởng vì vi phạm bản quyền đâu các bác, cho nên là cứ ghi hình thoải mái. Đẹp chưa, nét chưa? Nét nhờ? Vâng.
Đây là anh đang quảng cáo một chút mặt hàng. Đấy, có bác anh chị nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm mà hiện tại Cháu Lực đang quảng cáo thì có thể là điện thoại cho Cháu Lực để mà Cháu Lực gửi được những cái lít mật ong hay là những cái đặc sản trên vùng cao gửi tới cho cô bác. Đấy, tua một ít. Đấy. Có vẻ như là mạng hơi yếu cho nên là mấy anh em sẽ phải là nó phải lót loăn một tí. Đấy, có rất là nhiều những cái thức phim này sửa này. Đó. Có rất là nhiều những cái thức phim mà đấy, không phải là có một mình của nhà Quân đâu mà có rất là nhiều. Hãy vào đây xem, vào đây xem tivi. Đấy, vào đây xem tivi. Đấy, bây giờ lắp tivi xong thì anh em lại tiếp tục là lắp thêm những cái món vật dụng khác không bác. Ở trên bản này có một mình là sử là có tivi thôi. Ra đây xem tivi chú. Ưng không? Có à? Ok chưa? Thấy ai đang mở cửa kia không? Thấy ai không? Ai đấy? À, đấy ngồi đấy, ngồi ở đây mà uống tí nước chè mà xem tivi ở đây thì quá là hợp lý đúng không? Nào xử qua đây nào. Đấy, kính thì xem một chút nhỉ? Anh em mình xem lại một chút, xem là những cái quãng thời gian mình trải qua như thế nào thì hiện tại là mình mới được ngồi ở đây. Ấy, đùa. Ý già. Đấy, ai chặt gà đây? Em ạ. Đấy, hàng xóm. Ôi, mày đang đi ạ, con đi ạ. Thật hai mày đi đây mà. Thật hai mày đi đây mà. Năng nẹ, năng tặng nẹ. Thật hai mày đây mà. Nhất thì tặng ạ. Gọi các chú vào nhưng các chú không có vào không bác? Đấy, hôm nọ thì anh em mình có tổng kết là có mua một chút gà, chút ngan nhờ. Ai đang đây? Ui. Đấy, ngồi xem lại một chút được các bác nhá, xong anh em lại tiếp tục là làm công việc sau. Đấy, bây giờ thì anh rút điện một chút đây nhá. Rút điện một tí đây nhá, để mà làm cái việc khác đã. Nha, sau tí là xem sau nhá. Tắt đi xử, tắt nút đỏ đi. Tắt nút đỏ. Nút đỏ đâu, đôi không nút đỏ trên này. Thấy góc trên này. Đói. Ok chưa? Đấy, giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục là làm thêm công việc khác đã. Bây giờ thì em phải lấy ghế để ở bên đây cho anh. Giờ thì chắc là phải treo đồng hồ trước của bác ạ. Đồng hồ đã để pin chưa Sử ơi? Hả? Để pin chưa? Chưa đã. Chưa để pin à? Thế lắp pin vào cho anh đi. Vâng. Anh đi khoan đã. Khoan vào đã. Ui, đâu rồi? Đấy. Khoan vào chỉ cần treo là được rồi. Sử à, bây giờ cân xem là chuẩn cho nhá. Để anh khoan nhá, đưa đây. Vâng. Xa xa nhìn nhá. Xa nhìn nhá, đây. Nghe được chưa? Bên này một tí nữa. Đây à? Đúng rồi. Đây nhá. Vâng. Đúng chỗ này nhá. Vâng. Xong rồi tranh tí treo dưới đây nhá. Vâng. Ok, đây. Đấy, giờ Sử à, lấy mày khoan đây. Kéo ghế ra ngoài đi Sử ơi, anh không có lực. Kéo ghế ra ngoài kia mà. Đấy, rồi giữ ghế cho anh nha. Giữ ghế nha. Đây. Cho anh xin cái kìm ấy. Đinh rồi. Một đêm này.
Rồi, lấy cho anh cái đồng hồ đi. Lên giờ đúng không? Chưa đã. Chưa lên à? Thế chỉnh gì giờ đi? Bây giờ đang bao nhiêu giờ rồi? Xem thật nào. Một giờ bao nhiêu? 1:04. 1:04 à? Dạ. Đang mưa đấy nhỉ? Vâng. Đấy. Tiếp tục là cái món đồ thứ hai nào. Chanh là sẽ để dưới đây luôn nhá. Dạ. Bây giờ thì lấy một cái đinh ra để anh đánh dấu cho một khoan nào. Không có đinh à? Lấy đinh đi, cái này không nhọn. Không sắc. Có đinh đâu. Không có đinh nhá. Tìm cái đinh nhá. Thả ngắm vào sốc. Có đinh không? Rồi ok. Nào sửa đây rồi, anh cầm đây nhá. Đấy, đây hồi anh cầm đây. Em cầm ở đầu bên kia nhá. Vâng. Đấy. Cao một tí. Đấy, rồi. Rồi, bây giờ cầm nhá. Bây giờ thì anh sẽ khoan tiếp vào. Mát rồi. Đinh đâu hết rồi nhỉ? Đinh của cái kia. Đinh của cái kia đâu rồi? Không có đinh ở cái này. Nọ. Chắc ở đâu thôi. Đây, đinh cũng được rồi. Ai đấy? Không thấy đinh không? Đi à? Tôi chưa có đi không nè. Có. Chắc gì đâu hết. Thế thôi mình lấy tạm cái đinh khác. Đinh khác được. Xem nó có bị đâu. Lấy đây lấy cái đinh này để sửa. Cái đinh vừa rồi anh để đâu nhỉ? Này. Xem là có đinh khác không? Đinh này dùng không? Được. Dùng hai cái đinh nhá. Cho anh mượn kim nào. Kim. Đi đâu? Cái đinh nổ đâu? Đây.
Thầy tìm cái đinh khác nhỏ nhỏ hơn, đinh này nó to quá. Vâng. Ở ngoài có cái đinh nào không nhỉ, sư nhỉ? Ờ, được rồi. Đấy, treo lên. Ở đâu bên kia? Treo lên ghế đi. Treo được chưa? Được chưa? Được. Được rồi. Lấy cho anh cái khác nữa. Đây. Lấy cái một cái gì để cho anh khoan lại chỗ này tí. Không được à? Không. Ta để còn như đây. À, hiện tại thì mấy anh em đã gắn xong hết rồi. Đấy, sửa bóc ra hết đi cho nó bóng. Vâng. Đấy, bây giờ lại đến khâu cuối cùng mà dọn dẹp nhà cửa đấy. Đấy, bóng nhờ, đẹp nhờ. Đấy, bây giờ thì không biết là từ phía bên ngoài vào nhìn cái ngôi nhà thì không biết là sẽ như thế nào, và cái khung hình mà khi mà các bác xem được ấy ở trên thước phim thì không biết là như thế nào. Đây, bạn Cao Nam Men có thể lùi xa xa một chút để nhìn. Bây giờ thì em dọn dẹp và lấy chổi quét lại một tí nhá. Đấy, à. Những cái tấm này thì mang đi đốt đi. Điện thoại có bật chưa? Rồi à. Vậy TV của nhà sử là mở ra cái là có hình như là có hầu như là canh ở trên vùng cao mà theo dõi luôn. Để canh bên Quyền Điểm TV, Minh Khương. Đây, bây giờ thì sẽ cùng em sử là dọn dẹp lại nhà cửa thêm một chút cô bác. Những cái vật dụng này thì cũng dọn vào để mà cất đi. Vậy xử thì hiện tại là đang đốt ra mấy cái vỏ kia thì là rác quá rồi các bác, nên là mình phải đốt đi. Có củi không xử ơi? Hả? Lấy củi để mà đun cho nó ấm ấm một chút. Củi. Ôi, bây giờ mưa to quá xử nhỉ? Vâng. Ui. Cái hộp này để lại đi, hộp này mấy xem cái nào cần đốt thì đốt đi. Cái hộp này thì để lại nhá. Vâng. Đây.
Đấy, vứt vào trong hết đi, cái bếp lò đấy. À, cái những cái tờ giấy này. Còn là cái vỏ tivi thì để lại nhá. Lúc nào mà mình, nếu mà mình đi đổi ấy, thì mình còn biết nó bị làm sao thì mình còn biết là đang đi đổi. Đấy, bếp ga mọi cái thì hiện tại là cũng đã thước phim trước thì cũng đã lắp xong hết rồi các bác này. À, xử khóa ga rồi. Đấy, đúng rồi đấy, xử ạ. Nó cơm xong là phải khóa ga như này nhá. Vâng. Đó. Lên đúng các bác nhá. Đó. Tất hai cái, mọi cái đều lên hết rồi. Cái này thì mình rửa bát xong thì để úp vào đây nhá. Vâng. Còn cái này thì để rửa rau, rửa riếc nhá. Vâng. Đấy, bát đũa thì để ăn này. Còn tủ thì lau dọn sạch cũng đi. Vâng. Uích. Đấy, trên này thì có thể để là những cái đồ mà hàng khô này. Đấy, dưới này thì để bát đũa này, một tí thì úp vào, lạnh nhỉ. Vâng. Mình đi xem tivi tí đi. Vâng. Đây, xử này dọn mấy cái chân tivi này. Mấy cái chân tivi này cất hết đi. Đấy, dao này. Giờ thì lấy chổi ra quét ra những cái vừa rồi mình vừa khoan đấy. Này, để vào túi này, xuống đây này, để vào túi này hết này. Đó. Cái tu vít vàng kia đâu rồi, sự? Hả? Tu vít vàng kia đâu rồi? Đây, tu vít vàng này. Tu vít vàng nữa. Vâng. Đây, mấy cái ốc vít này này, ốc vít này thì nhặt hết vào trong ấy. Đấy, cái này thì không cần nữa. Đấy. Đang định dạ sử là buổi tối là ngủ ăn cơm với sử ở trên này á. Các bác ạ. Đây, giờ thì em quét lại chỗ này nhá. Ôi, bật lửa rơi rồi. Ok. Cái này thì cất nó đi nhá, cất vào trong vỏ hộp TV này. Đấy. À, ông họ đi mua tivi này các bác này, còn vẫn được phiếu. Để mà để hỏng hóc như nào thì còn biết mà gọi mà sửa. Đấy, bây giờ thì nhìn lại từ phòng ngủ bên này này các bác này. Đấy, chăn ấm để đệm êm thì có rồi. Tối nay là sửa là có thể là ngủ đây được rồi đấy. Quét ở phần góc sửa em ạ. Nhá. Phần góc kìa, đấy, đấy mình khoan kìa. Đấy, máy nữa thì cho Đức xé chạy đường điện là chạy vào đây này các bác này, vào đây nữa. Bây giờ thì cho Đức sẽ tính xem là phòng sẽ có bao nhiêu cái bóng đèn. Lau dâu tí dùng cái kia để mà lau nhà nhá. Vâng. Cái mà hôm nọ anh em mình mua ấy, bây giờ thì sử quét nhá, để anh lấy pha nước cho. Vâng. Lấy cho anh ít nước vào đây được không? Ít thôi. Cái pin này thì cất đi nhá. Pin của đồng hồ nhá. Vâng. Đấy, cái này là cái để mà mình lau kính này. Đấy, gạt kính. Đấy, hiện tại vẫn chưa có nước các bác, chưa thể gạt được. Làm mà thí dụ thôi. Đấy, trong thời gian vừa rồi thì nếu mà không có các bác mà đồng hành cùng cháu Lực thì cháu Lực không thể mà làm sao mà giúp đỡ được hoàn cảnh của em Sử này khá là nhiều như hiện tại bây giờ. Đấy, còn là cái phòng ngủ ở bên này. Đấy, cái này thì là cũng được là các bác mua cho để mà làm sao mà mình đi vào trong phòng ngủ thì mình sẽ lau mọi cái. Phòng của ông thì hiện tại là vẫn chưa có đồ đạc gì là nhiều đâu. Đây, vẫn chỉ có một cánh tủ như vậy thôi. Đấy, chỉ có một cánh tủ thôi. Đi ra đi vào thì chốt cửa mọi cái rất là đặc biệt, rất là đẹp.
Sáng dậy ra thì phải gấp chăn màn gọn gàng để xử nhá. Vâng. Đây là đang thiếu bộ ga, ở dưới nhà thì có ga thì mang lên, mang ga lên trên này nhá. Vâng. Quần áo thì có thể là giờ có thể là mang lên trên tủ này được rồi. Vâng. À. Cái chiếu này là để chiếu giải ăn cơm nhá. Vâng. À, bây giờ thì ở nhà thì có tivi rồi thì thỉnh thoảng mở cái kênh của anh nhá để xem nhá. Vâng. Xem là anh đi chia sẻ những hoàn cảnh nào thêm nữa. Vâng. Chuẩn bị là sắp đến ngày tân gia cho ba ông cháu rồi các bác. Và trong thời gian đến ngày tân gia thì cháu được cũng sẽ rất là mong sẽ đón được những các bác khán giả và mạnh thường quân đang theo dõi trên kênh bạn em lên trên nhà của ba ông cháu để mà làm sao mà cùng chung vui với lại ba ông cháu các bác nhé. Còn về cái phần gương thì tủ, trong tủ là có hai gương rồi các bác. Hai cái gương rồi có lẽ là sẽ không có phải là sắm thêm nữa. Thỉnh thoảng lên nhà sử là mượn cái gương để mà chải tóc, chải chuốc một chút. Nhìn trong gương thì cũng khá là đẹp trai nhưng mà mỗi tội là vẫn hơi ế các bác ạ. Năm nay thì cũng đã 20 nồi khoai sọ rồi. Đó, ok anh cảm ơn nha. Rồi. Đấy. Cái này là cái lau, tí xử thì lau từ phòng, lau từ phòng ngủ nhá. Vâng. Cái đáng nghe ra là hôm qua hôm nọ là đi mua cái thêm cái xịt xịt kính các bác, thì mình vừa xịt sẽ vừa gạt luôn. Cái này là dùng để lau như này nhá, tình yêu nhá. Vâng. Đấy, lau tất cả những cái cửa kính như này. Đấy. Biết dùng không? Biết dùng không? Có. Có à? Đấy có phải đâu, mở đây em, mở đây này. Đấy, làm sao mà cho nó cái này, làm sao mà mình cho cái này này. Đấy nó thẳng cái này này, mình bỏ vào cái này, mình thẳng cái chổi đấy nhá. Thẳng cái chổi như này thì mình xoay. Đó. Xoay lúc nào mà cảm thấy nó vắt hết khô nước rồi. Đấy thì mình sẽ mình ra đi đổ. Ra đi. Đấy, là mình phải khóa này vào nhá. Đấy, rồi ok, lau từ phòng ngủ ra đi. Đấy, lau gọn gàng nó sạch sẽ đi. Bây giờ thì có nhà mới rồi, không có còn là mình phải khắc ở nhà cũ một chút. Nhà cũ là mình có thể đi dép vào nhưng mà nhà mới là không được đi dép vào nhá. Vâng. Mới đi dép vào là không có được, là hỏng liên tục ấy. Lau ghế, lau bàn này. Làm sao mà lau cho nó bóng loáng nhất có thể nhá. Bây giờ ngày lau tầm bao nhiêu lần? Ngày lau nhà bao nhiêu lần? 2 lần. Ngày lau 2 lần à? Buổi sáng buổi tối lau à? Cái lúc nào bẩn là lau đâu. Đấy. TV thì rất là sắc nét, TV thì hiệu nhãn hiệu của Samsung đúng không các bác ạ. Ở đây thì bây giờ cháu được quên mang thước chứ không là đo để xem là nó. Đấy, bức tranh này thì cũng được bà Vương Kim Thanh là bà ấy gửi cho hết cả các bác ạ. Bức tranh là Sơn Thị Hiếu Tình. Đó, hộ sử lâu một chút nhá. Cái sử lâu nhà thì anh ngồi đây đợi tí nhá. Cái ngồi đây, ngồi ghế sử một tí. Mượn ngồi oai oai một tí các bác. Tí chụp tấm hình đăng lên Facebook post nhà sử. Anh thấy ở trong phòng đấy có một cái cưa đấy, lấy cái cưa ra đi. Vâng. Ừ.
Một tí Hải về là Hải hộ lâu rồi nhỉ, cùng lâu rồi nhỉ? Vâng. Cái của Sử đang cầm với cô bác ở trên xá này thì là cái xô lông nhà đấy, ở trên xá này thì không có đâu, Lực phải đi tận xuống dưới huyện thì hôm đấy mới mua được. Hai chị người tí cũng có dặn dò cho Lực, bảo là mua từ rất là lâu rồi, thế nhưng mà không có mua được đấy cô bác. Được nhìn thấy là các bác ở trên kênh thì cũng nói rất là nhiều. Hiện tại thì các bác hiện tại thì kênh của cháu Lực cũng đã được hơn là 10.000 các bác đăng ký và ủng hộ rồi. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng sẽ rất là mong là các bác sẽ ủng hộ cháu Lực thêm là nhiều hơn các bác nhé. TV xịn sò cho nên là phải ngắm nghía thêm một chút nữa. Nào Sử, em đừng lâu như này này. Đây anh bảo này. Đấy. Cái kia là mình lâu rồi, mình không có đi nữa, mình cứ lâu như này thôi. Đấy, vừa lâu mình vừa thụt lùi hiểu không? Đấy, mình vừa lâu mình vừa thụt lùi như này. Đấy, mình vừa lâu mình vừa thụt lùi như này. Chứ em đừng có đi, mình vừa lâu xong rồi tí mình đi nó lại có vết chấu chân của mình hiểu không? Đấy, bây giờ thì cháu Đức sẽ ngồi và tìm lại những thước phim mà đầu tiên khi mà cháu Đức lên chia sẻ hoàn cảnh của ba ông cháu để mở cho em Sử xem một chút. Đấy, Sử thì như một đứa con gái nhỉ, Sử nhỉ? Anh mà là con gái thì anh yêu Sử đấy. Thấy không? Tìm mà những thước phim của nhà em Sử thì chắc phải cũng khá là lâu quá ạ. Mở lâu. Thế mà hôm nay mẹ của Sử thì có quay trở lại không? Đi đâu là phải đóng cửa anh Sử nhá. Sợ rằng là có bây giờ ở nhà có rất là nhiều đồ đạc ấy, đồ đạc còn đắt tiền nữa ấy, cho nên là mình đâu phải đóng cửa vào chứ không là sợ mất đấy. Vâng. Đấy, ở đây là hình như là video này là video đầu tiên của hai anh em Hải Sử đây. Video là video đầu tiên các bác. Đấy, ngồi đây mà xem TV tí. Đấy, đây là thước phim mà thứ hai thứ ba. Và hiện tại thì em Hải các bác. Đây có phải em Hải của mình không? Có ạ, có à. Em Hải có bác hồi mà vừa mới lên đấy, gặp các bác này một cái dáng người mà nhỏ nhỏ thôi. Đấy, đây là tập này là tập của em Sử mà em ấy đi làm thuê các bác về. Đấy, mở một chút cho các bác cùng xem. À, tập này là tập em đang đi làm. Có một người chú bảo là em Sử đang làm ở đây đó. Em Sử thì hôm nay đang làm cái phần xay cùng với mấy ông chú đấy. Chắc bây giờ đang bóc cái xì đó. Sử có nhìn thấy những cái có người gọi cháu Lực cũng bảo là em Sử các bác là xuống đây làm được vài ngày rồi và lại là cùng mấy chú làm cái phần xay nhà thế này nữa. Thank you.
내가 어디서 당사는 걱정 거야. 응. 아, 또 뭐야? 가가. 너 쟤 와? những cái thước phim này thì cháu Lực đã ghi hình được lên độ tầm là 7 tháng rồi. Đây là nhà sử đúng không? Vâng. Thước phim này thì là như là anh đang làm gì nào? À, phim này là mấy anh em mình đi lấy củi. Em Hải đang đi lấy củi. Đợt này còn đợt vừa mới chồng à. Sử đang đi lấy củi. Dừng này có phải dừng em không? Dừng em à? Như cái măng trúc này. Như cái măng trúc này thì để anh một tí. Qua đây có cây gì mà dế nó to quá đây nè. Đây là mình đang lấy củi đâu Sử nhỉ? Lấy củi. Chị kia. Cái dừng măng này của nhà em thì đến mùa của măng thì em có mang ra chợ bán không? Mang ra chợ bán à? Em xử còn khá là đen đen đúng không bác? Bây giờ thì thay đổi khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã hầu như là hoàn thiện ở trong ngôi nhà của ba ông cháu hết rồi. Bây giờ chỉ cần mấy anh em thợ mà lên lắp điện nữa thôi, lắp điện với nước nữa thôi thì cũng đã xong mọi cái rồi cô bác. Đấy, về như cái phần bình nóng lạnh ấy, bình nóng lạnh thì hiện tại là cái bình nóng lạnh đấy hiện tại là cháu Lực chưa lắp được các bác ạ. Bình nóng lạnh thì mấy nữa anh bán đồ ấy, anh sẽ lên lắp cho cháu Lực khi mà cháu Lực hoàn thiện xong cái đường nước. Đấy, cũng phải nói là rất là cảm ơn các bác trong thời gian qua luôn đồng hành cùng bản em để đến thời điểm hiện tại thì cũng đã giúp cho em Sử vậy là có một cái ngôi nhà mà khang trang và cái cuộc sống của em Sử thì cũng có khác hẳn đi khác thời khác xưa khá là nhiều. Đấy, hôm nay thì anh em mình chỉ chia sẻ tới đây thôi nhá. Vâng. Đấy bây giờ thì tối là lên ngủ đây đúng không? Vâng. Tối là lên ngủ đây là một mình ngủ hay là ngủ với ai? Ngủ với em Hải. Ngủ với em Hải à? Vâng. Thế ông không lên à? Ông trai ngủ dưới. Dạ. Ông là chắc là vẫn ngủ dưới kia đúng không? Vâng. Đấy. Ông này chắc là vẫn ngủ dưới kia để mà xem trâu bò lợn gà một chút cô bác ạ. Đấy thì vài hôm nữa thì tân gia xong thì cũng để cho ông là lên trên này ngủ hết. Chứ không thể là không ngủ ở dưới kia được. Đấy, ở trên này thì cũng đã làm nhà xong hết mọi cái rồi. Đấy, thức phim này thì cũng khá là dài rồi. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Thế còn bây giờ thì hai anh em xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo. Chuyển cảnh bản em. Xin chào các bác. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.